hồi tầm bự. Xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì ông vườn của mình có đi biển vô cho sinh hai con cá rô rất là bự. Thì không biết mình nên làm cái món gì đây ha cả nhà. Thì đây là cá rô biển nha, cá rô biển với lại cá rô nước ngọt nó khác nhau nha. Đó. Thì cá rô biển thì cả nhà biết rồi đó, thì nó rất là, nói chung là nó rất là dai và ngon và chắc. Thì để coi thử coi là mình sẽ làm cái món gì, cả nhà hãy chờ và đón xem thử cái video này của mình nha. Chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Ở đây có hai con cả nhà. Thì con này thì mình sẽ để
Sắp hoàn thành cái món lẩu mắm này cả nhà. Đó. Mình sẽ bỏ làm sao mà cho cái cá này nè cho nó tan ra thành lẩu mắm đó mọi người. Thì hôm nay thì Sinh sẽ cố gắng làm sao mà dành tặng cho cả nhà một cái món lẩu mắm, nhưng mà lẩu mắm này là ai cũng ăn rồi đúng không? Nhưng mà đây là mình sẽ làm bằng cá rô nước biển nha cả nhà. Cá rô là sống ở dưới biển nha đàng hoàng nha, chứ không phải trên bờ đâu. Đó, thì lần đầu tiên mình sẽ ăn cá rô lẩu mắm, thì coi thử coi cái mùi vị của con cá rô này như thế nào và ngon ăn sao, thì cả nhà cùng xem và thưởng thức thử cái từng đoạn video của mình nha. Đó. Mình sẽ ít nói lắm nhưng mà mình sẽ cho cả nhà tự cảm nhận.
Cả nhà ơi, mình vừa mới làm xong, hoàn thành xong cái nồi lẩu lẩu mắm cá rô nha. Bây giờ là mình mời cả nhà cùng với mình bắt đầu vô mình thưởng thức nha cả nhà. Giờ mình bỏ cá vô rồi sau đó mình lấy cái bếp ra để lên là xong rồi. Chúng ta bắt đầu ăn nha cả nhà. Mình bắt đầu thưởng thức cái thịt của con cá rô biển này nha cả nhà. Đó. Thì đây là đầu tiên là xin thưởng thức cái món lẩu cá rô biển. Đó. Thì mình cũng không biết là cái thịt của nó ăn sao cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu thưởng thức thử đi. Cái thịt của nó ăn sao nha. Mình có cho thêm tôm với lại thịt ba chỉ vô đó nữa để cho nó ngon thêm. Với lại nhiều mấy cái món rau này kia rồi. Đó, bây giờ chúng bắt đầu mình ăn hai cái nhà. Có nhiều quá bắt ngon. Ôi, tao bỏ gì vậy? Gì đó? Đầm tay là... Bây giờ mình ăn cá rô cái mọi người nè đó, cả nhà thấy cá rô không đó. Đây là cá tươi nha cả nhà, chứ không có ướp một cái gì đâu, mình không có ướp mấy cái độc hại như này đâu, rất là ngon mọi người. Giờ mình cả nhà cùng ăn cái cá rô biển nha, lẩu mắm. Rất là ngon mọi người. Rồi, cá rô nè cả nhà. Thịt của nó chắc lắm, với lại ăn cái mùi vị vô nó cực ngọt ngon.
cảm giác mà ăn mà nhai nhai nó có cái xương nó rất ngọt luôn. Ngon lắm cả nhà. Cái này là của ông Dượng bên vợ mình đó, có đi biển vô và cho mình hai con, thì mình sẽ lấy một con cá rô nhỏ để mình ăn thôi. Mình vừa mới lấy cho cả nhà xem cái khúc này là ngon cả nhà thấy không? Cái khúc này nè là mình cố tình mình chặt, mình để cái bộ lòng bộ gan nằm trong đây nè, rất ngon. Nếu mà ai mà hay ăn cá biển, thậm chí là những con cá bự thì cả nhà sẽ biết là mình sẽ để vậy ăn rất là ngon nha. Đó, cá thì nó không phải như thịt, mình chặt bự vậy là, nhưng mà mình vẽ nó dễ hơn. Còn thịt đó thì mình chặt bự ra thì mình phải dùng răng xé, hoặc là mình sẽ dùng cái da mình cắt. Còn cá không có đâu, làm dễ vậy đó, cả nhà thấy không? Đó, mình dễ ra vậy đó, cả nhà thấy không? Ngon ghê không? Cả nhà, đó, cái gan cả nhà thấy ngon không? Đó, cái gan nè, mời cả nhà nha. Béo ngon, thịt lắm cả nhà. Khúc này cái bụng của nó nè, đã không ơi, trời ơi, nó ngọt cũng đã. Đầu tiên mình ăn cái con cá rô này làm mắm luôn cả nhà. Lúc giờ mình kho keo rồi làm nhiều thứ lắm mà chưa có ăn lẩu mắm lần nào. Hôm nay mình thử. Cái nhà biết cái khúc này là khúc nào không? Cái khúc này là cái chỗ cổ họng của nó, của con cá đó. Khúc này ăn rất là dai và ngon cả nhà. Mình chấm với nước mắm vô, chấm vô cái này cả nhà nha. Cái này nếu bạn nào mà đã từng ăn nhiều loại cá thì các bạn biết mấy loại cá bự thường thường là cái khúc này ngon, với lại là để lại bộ lòng của nó rất là ngon. Có để tôi uống. Trời quá nóng rồi mọi người ơi. Cái miếng cá rô này cả nhà nó rất là ngon nha. Đó, của nó chắc chắc không có mềm mấy ở nhà, nó ngon rất là ngon. Ngon quá, ăn miếng cá biển này ngon lắm cả nhà. Cá này của ông Dượng bên vợ mình á, mới đi vô rồi cho mình hai con. Cậu ăn.
Rồi ăn nãy giờ á gần no luôn cả nhà. Điện cá nó cũng hơi bự thôi chứ không có là mấy cái nhà. Nói chung là đồ biển ở đây là rất là nhiều, thì có rất là nhiều loại cá. Cá rô này thật sự ra thì mấy ông chú mình đã cho mình rất là nhiều rồi, mình chưa có từng quay nó lên cho mọi người cùng xem. Thì ngày hôm nay thì mình làm cái lẩu mắm vậy đó, để cho cả nhà cùng thưởng thức cái món lẩu mắm cá rô này như thế nào đó. Thì xem mình theo mình nghĩ thì cái loại cá này á làm lẩu mắm rất là ngon, tuyệt vời luôn cả nhà. Thịt của nó rất là chắc và ngon đó. Thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Tại vì cái video của mình thì cho mọi người cùng xem cùng thưởng thức thôi, để biết được cái mùi gì của nó. Bây giờ mình xin tạm dừng tại đây nha. Xin hẹn gặp lại và chào cả nhà vào những video sắp tới nha. Bye bye. Uống cái nhàn cái nha. Hả? Hết ca cái nha. Có cái này không à? Chờ Yến đi học à. Chờ Yến đi học. Tạm biệt mọi người. Nó lấy cái gì Tư? Đổ đĩa ra, đừng đổ cá cho Tư ơi. Mẹ kêu về cho Tư ơi. Băng cơm nhà chưa?